Vâng, bạn ôm Huy tuần này. Tuần quân đi công của Huy đến nhà đội bạn chưa? Vâng, đến nhà 1515 cũng chạy luôn. Vâng, 17 đang cố gắng ôm Huy. Kéo về thì xa quá. Vâng, bây giờ chỉ có ai ở đây thì đỡ hộ thôi, không được Huy phải giật. Tham lại là 70 đến từ game thủ anh Huy. Sẽ phải về đỡ cho Huy tuần này. Chú ý chỉnh lại dân đi. Và ông Hào lại đòi xúc mình nữa, cạn lời. Đây là bãi quả đầu 6 cây dành cho bài Egypt của cái thủ chim sẻ. Có thêm một bầy hiêu, có xe giò tìm đồ ăn. Chúng ta có màn máy của game thủ Văn Hưởng, bài đấu được cầm Babylon. Quả đầu có 6 cây, hơi dốc dậy một chút. Và dự đoán rằng đây sẽ phải bài dâng lờ chéo. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một kèo đầu 44. Chính xác là vừa tối hôm qua. Kèo 44 đỉnh cao anh em nhá. Một bầy hiêu đấy, game thủ Văn Hưởng. Đây là màn máy của game thủ Nam Sâu Kiều, đôi voi và quả phụ đã có quả đầu 7. Mắc bêu. Một bầy hiêu đến từ Nam Sâu Kiều, bài mắc binh luôn. Đây bầy hiêu đầu đến Nam Sâu Kiều. Chúng ta sẽ có màn máy của game thủ Anh Huy. Anh Huy trận đấu này là bài đấu được cầm con Hitty đầu cánh. Đi dò gặp ngay một sư tử. Vâng, làm vòng đi dò thôi. Đây là bài Hitty. Về Nam cũng sẽ là người dâng chéo hưởng đánh đầu cánh. Được. Roman chéo sang cái bên này. Còn quay trở lại máy kỹ thủ chim sẻ. Đây là máy chim sẻ với bãi quả phụ 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Làm vòng đi dò. Có xe dò tìm đồ ăn. Một bầy hiêu bãi quả thiếu đồ. Dừng là hơi xa. Vâng, đang đi dò tìm đồ ăn. Đây có voi. Đôi. Không phải là một đôi voi mà chỉ là một con voi thôi. Và tất cả mọi thông tin về giải đấu thì anh em có thể tìm hiểu thêm ở fanpage Chim Sẻ Nắng Studio theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Và vừa rồi thì lượt trận đầu tiên thì Nghệ An đã vượt qua được team Sài Gòn với tỷ số 5-3 trong kèo đấu 4-4. Qua đó đang có 6 điểm sau lượt trận đầu tiên. Chúng ta cũng cần phải vượt qua được các game thủ đến từ team AOE Thái Bình để có được 6 điểm. Đây là máy của Huy. Không chết không. Vâng, như vậy là chết một dần. Đây là con voi thứ hai được Huy đưa về. Huy chết một dần trận đấu này rồi. Vâng, chào tất cả anh em đang xem nha. Alo mọi người, alo anh em. Rất mong anh em cho tôi xin một like, một nút chia sẻ video livestream. Vâng, vào ngày mai thì các game thủ đến từ Clan FPS sẽ thi đấu vào lúc 18 giờ tối mai. 18 giờ tối mai chúng ta sẽ có lượt trận thi đấu của vòng chiều thứ hai. Vâng, No1 trong giải đấu này cũng không tham gia thi đấu nha các bạn. Giải đấu này No1 không thi đấu. Và vào buổi tối ngày mai thì các game thủ đến từ FPS sẽ đối đầu với các game thủ đến từ Clan AOE Sài Gòn New. Và lúc 10 giờ sáng mai thì Thái Bình sẽ đối đầu với Hà Nội. BB Club sẽ đối đầu với Nghệ An lúc 14 giờ chiều mai. Và chúng ta sẽ thi đấu lượt trận cuối cùng vào ngày mai gặp team AOE Sài Gòn. Ngày mai chắc là vẫn sẽ đánh ở văn phòng của Clan FPS thôi. Đây là ép đầu đến game thủ Anh Huy. Và có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại màn máy game thủ chim sẻ vài đấu được cầm Egypt như thế này. Khả năng dâng A là cao khi mà không có nhiều rừng. Chủ lực chúng ta sẽ là Anh Huy. Và Huy bài đấu nhìn qua cũng khá là rộng anh em ạ. Lâu rồi chúng ta mới kèo 4-4. Vâng, giải quyết bầy hiêu này thôi. Bài của Nam thì mắc binh rồi với con Roman. Đây bầy hiêu dành cho game thủ chim sẻ nắng. Một bầy hiêu đôi ở chiếc PS chay này ăn hai bầy hiêu. Còn một bãi quả nữa. Bài này có dâng A không thì chúng ta cũng chờ. Hai quả phụ và đi dâng A đến game thủ chim sẻ. Trong kèo 4-4 này thì chúng ta sẽ cần giao tiếp rất nhiều đấy. Đây là màn máy của game thủ ông em. Quả phụ 25 dân. Bài có hiêu voi về. Bài này thì chém đầu cánh như Văn Hưởng thôi. Bài này cũng chờ xem đầu cánh Văn Hưởng sẽ là game thủ nào. Bài 25 dân kích đời 8 phút 20. Với 25 dân của Baby còn bầy hiêu nữa, hai bầy hiêu nữa. Em đang cắt dân đi để có thể khai thác thêm hiêu. Và chỉnh lại dân ăn gỗ. Lại hay trực tiếp và đang phát trực tiếp anh ơi. Tối nay thì sẽ trong một kèo đấu bán chuyên giao lưu với game thủ Huy VIP không trẻ. Và như vậy là sẽ giao lưu với game thủ Huy VIP ở trên fanpage Chim Sẻ Nắng vào lúc 21 giờ tối nay. Đây là chim bé nhân đôi để ăn bầy hiêu 4 nha Văn Hưởng. Chúng ta xem Nam Sông Kiêu dâng chéo thôi. Đây là máy của Nam. BM. Và bài kích 9 dành cho Nam Sông Kiêu dâng lờ chéo. Kích đời sớm đến là game thủ Nam Sông Kiêu. Và 9 phút 38 với 23 dân Roman xin dò. Một bài dâng lờ chéo đến từ game thủ Nam Sông Kiêu. Và sẽ xem Nam Sông Kiêu thi đấu. Vâng, một lần nữa xin thông báo với tất cả anh em đang theo dõi trên fanpage chim sẻ, đó là game thủ Mạnh Hào thì hôm nay vợ đẻ nên là Hưởng sẽ thay thế vị trí của game thủ Mạnh Hào nha anh em. Giờ đã có để đi luôn. 3 giờ sẽ game thủ nào đây? Đây bãi vàng của Nam Sông Kiêu. Cảm ơn Đông Nguyễn đã gửi tặng chim sẻ nắng 75 sao. Anh em có thể gõ comment chấm than 75
để có thể nhặt được sao rơi tặng cho chim sẻ nắng, hoặc là anh em có thể click vào hình ngôi sao ở phần comment. Biết đâu anh em đang có sao rơi gì đó có thể tặng sẻ thôi. Nam lên đời sớm nhất map. Vâng, ai sẽ người đầu cánh đây? Lâu rồi chúng ta mới có kèo 44 anh em ạ. Nhưng mà không phải mỗi một chúng ta lâu mà đội bạn cũng lâu. Chưa gặp ai cả. L2 và quay đầu rồi. Vâng, bạn lên sớm nhưng mà chưa gặp ai cả. Vâng, thăm lại là 24 đấy, cái thủ nam sông kiều đây là màu mấy đây? Vâng, toàn sư tử thôi. 2L. Và gặp màu 7 bên phía đối bạn, đó chính là cái thủ chí đích công, người cầm Egypt trong trận thiếu này. Đây rồi, bài Egypt quả đôi này. Và như vậy là Egypt màu 5 của cái thủ chí mệnh đầu cánh bên kia. Chí đích công đang có tình huống bo nhỏ bãi gỗ. Nam đang chờ ngựa chém ra để thả vào bãi hoàng đội bạn. Sẻ dường như đã bắt đầu bị xúc à? Không, sẻ đang bắn dân màu 7. Đây là dân chí đích công, ở nhà cũng đã bắt đầu bị xúc, một bài đi dâng A. Thế thì chim sẻ và chí đích công đã phát hiện điều này. Quay trở lại mặt máy của Nam Sông Kiều. 2L đẩy vào, tách vào những cơ sở làm ăn của ý thủ chí đích công rồi. Vâng, đây rồi. Vậy cái bên kia là 58 Max C của cái thủ Yugi. Và Nam đang thả vào những nông dân chưa bánh xe đến từ cái thủ chí đích công. Chém được khá nhiều dân với đội bạn. Kết thúc dân đến người cầm 17 luôn. Chém rồi. Một bài đấu lên sớm kích 9 của cái thủ Nam Sông Kiều. 27 ở nhà đang bị chọc một vài nông dân. Đây rất nhiều dân của cái thủ chí đích công này, có tên sẽ đẩy vào nhưng trượng công đã chạy luôn rồi. Chờ con chém tiếp theo nở ra để thả vào những con nông dân ăn hoang này của game thủ chí đích công. Tất nhiên là chưa bánh xe, bắt đầu vào nhà thứ hai. Có bãi gỗ trên dốc nữa của chí đích công thì sao ấy. Đấy đấy đấy, đấy cái rừng thông này. Đây, vâng, đây là dân ăn hoang đội bạn. Timeline đang ở số là 28 và đội bạn đã chạy dân ra BA của game thủ chim sẻ rồi. Timeline 28 đến từ Nam Sông Kiều, chém tốt vài dâng lờ chéo. Đây là máy của game thủ Văn Hưởng và Timeline 25. Cái này đối đầu với màu 5, đó là Egypt của game thủ Truy Mệnh và một con Max C trong tay game thủ Yugi. Và đây là mặt máy của game thủ chim sẻ. 3. Đây là Huy. Bò nhỏ gom quân khi mà bị màu 6 chơi vào. Đen cái ruộng ra mới bắn tới được không? Và nhận được đồ đến từ đồng đội. Vâng, dỉa những con chém đến từ cầm màu 6, đó là cái thủ Hồng Anh. Hồng Anh là bài đấu được cầm cho son đến từ kinh góc 3 giờ mà Nam Sông Kiều không dò ra. Đây là một máy của game thủ Nam Sông Kiều sẽ phải quay trở lại để chơi vào kinh góc. Khả năng màu 6 kinh góc là rất cao. Tham lai 30 đến từ game thủ Nam Sông Kiều. Đang về để xem ở nhà anh Huy có bị xúc gì không để còn hỗ trợ. Đi chăn màu 6 thôi, Huy bo nhỏ gọi giữ mạng đây rồi, màu 6 này. Và Hưởng là người chăn Maxi với đội bạn. Tham lai đầu số là 32 dành cho bài đấu này, chém thôi. Và rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream nhờ. 2L bắt đều ở trong bài đấu Roman của game thủ Nam Sông Kiều đi ăn hoang. Đi chém của đội bạn đây cho son đầu cánh, dò lỗi đây là Nam Sông Kiều. Khi mà đội bạn được sát mép bản đồ, bạn cũng không phát hiện ra, ở nhà bắt đầu bị quản rồi. Chạy thôi, đen cả BS để chạy dần giữ tham. Đây là màu 6 bên đội bạn. Vâng, đây là bãi vàng. Tham lại là 28 đến từ game thủ Nam Sông Kiều rồi. Đây là máy game thủ chim sẻ nắng với bài đấu đi dâng A. Vâng, lên bắn luôn Max C bên phía đối phương. Đó chính là game thủ Yugi. Và bo nhỏ những bãi gỗ ở nhà của mình. Sẻ dâng Nga để Huy chắc nhà. Bên kia thì màu 5 bên phía đối bạn. Đó chính là game thủ Truy Mệnh đang người đánh chắc nhà đầu cánh Văn Hưởng. Sẻ đã bắn được bãi vàng, bắn được những con nông dân ăn hoang đến từ người cầm màu 8 game thủ Yugi rồi. Màu 7 bắt đầu quay trở lại khu vực BA đi dâng của sẻ. Tham lai là 40 với cái bài đấu này. Đây là mặt máy của game thủ anh Huy. Chạy rồi. Và đang bị ba con cung R của người cầm 17 chơi vào, đang bị vẩy e. Khá vất vả đấy cái thủ anh Huy. Tụ quân và dỉa chém, à dỉa cung R đội bạn thôi, 3A rồi. Nâng cái gỗ 2 lên đi. Và một khoanh ruộng to nhớ Huy ở đây. Tham lai là 40 nhớ Huy, không phải một tham lai quá to. Và nên có quân chạy sát mấy bản đồ để tìm những cơ sở hồi đến từ Hồng Anh. Hay là có ăn hoàng ở đây hay không. Đây là mặt máy của game thủ Nam Sông Kiều với tham lai 22. Em cũng đã bắt đầu mất tham khi bị màu 8 quản. Max C của game thủ Yugi. Cố lên nào anh em ơi. Vâng, rất mong anh em cho xin một like, nút chia sẻ video livestream nha. Đây rồi, quản lại màu 6 bên phía bạn game thủ Hồng Anh, đây là Nam Sông Kiều. Đây là máy của Hưởng. Hưởng đang gọi đồng đội vào xúc màu 5 Truy Mệnh. Hưởng đang tụ được một số lượng hỗn mã là rất đông. Trong đó thì sẻ đang muốn bắn lại màu 7 một tơn. Đây màu 7. Game thủ chí đích công đang bắt đầu quay trở lại chơi game thủ chim sẻ. Cảm ơn anh Hoàng Tiến đã gửi chia sẻ 75 sao nha, thank you anh em. Đây là cung đầu của cặp 7, game thủ chí đích công một bài loang quang.
Vâng, đang có thêm bãi quả bầy hiêu nữa đây, cái thủ chim sẻ quyết định là bú thêm quả và bú thêm hiêu. Lòng thêm chiếc bên mới không đây, làm lại 45 đây, màu 8 đã quay lại, màu 7 quay trở lại luôn, sẻ chưa thể đi quân xa được. Vâng, tham lai 46 thì ở bài đấu này. Trong đó thì Huy cầm cung với tham lai 47. Em cần phải có tình huống nở tham mắc binh hơn nữa. Và cần phải có tình huống nâng công nghệ và tăng nga. Và đèo máy của Hưởng bảo vệ đã xích được màu 8. Rồi, game thủ Yugi. Nốt tơ dân này thì cũng gần hoàng luôn. Chắc là còn tí vàng ở đâu đó đến từ cái thủ Yugi thôi. Và hết luôn rồi đấy. 25, đây là Văn Hưởng, màu 5 đang khá khỏe với những con lạc đà của Egypt. Có lẽ chúng ta nên tụ một đơn quân để có thể ốp màu 5. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cần phải tụ quân lại cái đã. Đánh hết nhà vệ tinh không ốp màu 5 vẫn được. Quân vào đông và Huy vẫn còn nhà. Huy vẫn còn nhà. Tham 50, 60 rồi. Tăng Nga lên em ơi. Rồi bạn có mỗi màu 5 rồi, cứ bình tĩnh thôi. Cửa thắng chúng ta là sáng ngời trong trận đấu này đấy. Nhưng mà sẻ vẫn đang sắp được quân. Còn Huy thì vẫn đang chắc nhà. Ông Anh đang lao vào ngoài với một vài con chém của Cho Son. Nhưng không thể vào được nhà Hitty như thế này. Vâng, cần lên gỗ 2 và đóng BC dần đi là vừa. DA thứ tư đã có đây, cái thủ anh Huy bò nhà chắc hơn và đứng quân kê những cái điểm yếu của mình ở cái mặt từ nhà của game thủ chim sẻ nắng sang. Thì đây là những cơ sở đi móc bên phía đối bạn. Màu 7 vẫn đang móc máy vào đây, pha vẩy E đấy anh Huy. Vâng, hơi chậm hơn vừa rồi, vẩy E nhanh chút nữa là có thể xích cổ luôn game thủ chiến công rồi. Và đeo máy của game thủ chim sẻ với tham lai là 54. Vâng, đang bắt nốt với con chém đến từ game thủ Hồng Anh. Pha vẩy E đến game thủ chim sẻ chạy đâu. Vâng, có cả Huy đang bắn được phía sau. Rồi. Rồi, ốp chưa? Bạn có đi ốp không? Đây là những con chém màu 8 lại từ từ. Từ từ. Lại từ từ nhá. Và đây là màn máy của Văn Hưởng tham lai 18 thôi. Em chỉ còn giữ được quân thôi, em gần hết dân rồi đấy. 18 trên 28 thôi, tham lai hiện tại dành cho bài đấu này của game thủ Văn Hưởng. Cố gắng giữ quân. Trong đó thì sẻ vừa bắt đầu tơn chém to đến từ cái thủ Yugi. Gần hết chém luôn rồi đấy. Đây là máy của game thủ Nam Sâu Kiêu tham lai 20. Cũng đang bị màu 5 quản và đang quản lại nhà ông anh. Và đây là Huy. Huy tham lai 75. Đang ở nhà chứ đã đi đâu. Kìa nhà kìa. Màu 8 đang vào ngoài Huy và tơn với 5 con chém. Bắn đi. Có. Cố gắng đào vàng lên đầu máu nhá. Màu 8 nó quay lại bãi quả của sẻ đấy. Vâng, đây là mặt máy của game thủ Văn Hưởng ăn được trục dân của cái cầm màu 5. Trong đó đây là mặt máy của game thủ anh Huy. Màu 6 đang quay trở lại nhà chính. 37E. Vâng, bắt nốt chém màu 6 đi. Có cả màu 7 trên và cả màu 8 vào ôm Huy. Bắt nốt chém bên trong, lùi dân lại nào. Dàn cung ra. Và bạn ôm Huy tuần này. Tuần quân đi công của Huy đến nhà đội bạn chưa. Vâng, đến nhà màu 5, màu 5 cũng chạy luôn. Và màu 7 đang cố gắng ôm Huy. Kéo về thì xa quá. Vâng, bây giờ chỉ có ai ở đây thì đỡ hộ thôi, không được Huy phải giật. Tham lai là 70 đến từ game thủ anh Huy. Sẻ sẽ phải về đỡ cho Huy tuần này. Chú ý chỉnh lại dân đi. Vâng, vẫn đang là những con cung đờ Hitty đội bạn ôm Huy tuần này. Chúng ta sẽ cố gắng giữ dân. Vâng, vẫn đỡ được nhá. Vâng, phải chạy đâu, bắt quân của nó luôn đi. Tham lai 70 đến Huy rồi, khỏe dê lều. Một bài đánh chắc nhà tham to bằng người dân Nga đây là cái thủ anh Huy. Và đây là mặt máy cái thủ chim sẻ với tham lai 70. Rồi xong rồi đấy. Mình nghĩ là trận thắng này sẽ có cho chúng ta. Đây là những con đơn vị quân cuối cùng của cái thủ truy bệnh thôi. Bắt nốt tơn này và đưa về thế đoạn bay nhà. Huy kéo quân về thủ chắc nhà là win. Tham lai 70 đây là cái thủ chim sẻ. Bắt nốt những con cung gờ đến từ cái thủ truy bệnh. Đây là những con chém cuối cùng của cái thủ Yugi. Anh già và đang máy khá khó chịu ở trong trận thiếu này. Tham lai 70. Đây là mặt máy của game thủ Văn Hưởng. Vâng, tham lai 16 và bạn quýt rồi. 1-0 dành cho FPS ở trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Quá hay anh em ơi. 1-0 dành cho chúng ta trong cuộc đấu hôm nay. Và đây với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Một bài dâng A tốt đến từ thủ chim sẻ. Bài dâng L chéo đến từ thủ Nam Sông Kiêu. Và tại cũng đến với trận đấu tiếp theo.